Rồi vô. Ừ. Đưa xuống cho em đi. Dũng nhấp nhấp hoài à. Cái nó chưa đưa tay lên. Quần nó đi ngủ. Ghiền quá, ghiền luôn. Móc vú để cái tay em để dưới á, chứ bưng về không có lực. Chỉnh giúp nó cũng được. Thôi vú, thôi bỏ tự sửa rồi. Tới 10 giờ luôn mà chi bà nội. Chứ nó buồn ngủ bây giờ không cho nó ngủ sao nó chịu nổi. Mười giờ nhiêu? Nói cho bà giữ nè. Chứ giờ không cho nó ngủ rồi chịu nổi, không cho nó khê. Cho bón nước.